I
Dạ, bữa nay to đấy. Thank you.
Nhà vẫn còn bán đi. Bó này bao nhiêu tiền? Bó này phải 2 bó đấy. Nhà vẫn còn mà. Đi một đó. 2 bó. Nhá. Chị lấy bó này nha. Chị lấy bó này nha. Mai nào chúng đỡ bán được hàng rồi xong hết chỗ này. Hết tổ quân. Hết thì lên cái chỗ này. Người ta trộm cái dòng tràm đây. Em đếm được mấy bó thế? Mẹ ba tiền đây. Năm nghìn. Bà ngoại là tiền chưa? Mẹ anh ơi. Thế cái này là bao nhiêu? 5,000. Bốn này, cái con này nó ở lớp 5, 6, 8, 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
Bữa sau đó à, quả không? Mm-hmm.
Okay.